Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU sắp hoàn tất thương vụ Varane giá 50 triệu euro. Chelsea tự tin thuyết phục sau 100 triệu nhờ 3 yếu tố. Diện mạo của MU sẽ thế nào khi có ra đơn Sancho? Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU sắp hoàn tất thương vụ Varane với giá 50 triệu euro. Nguồn tin của ESPN tiết lộ, MU đã tiến rất gần đến một thỏa thuận với Real Madrid về trường hợp của Varane. Theo đó, Á quân ngoại hạng Anh 2021 tự tin sẽ có được sự phục vụ của trung vệ 28 tuổi với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 50 triệu euro. Sở dĩ MU gặp thuận lợi và có cơ hội sớm hoàn tất thương vụ này là bởi Varane đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Real Madrid, vốn chỉ còn hiệu lực đến hè 2022. Tuyển thủ Pháp muốn có thử thách mới trong sự nghiệp sau khi đã quá no nê với danh hiệu cùng lốt Blancos. Varane còn hợp đồng 1 năm với Real Madrid và anh không có kế hoạch gia hạn. Thế nên, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha phải chuyển nhượng để tránh mất chẳng anh trong mùa hè năm sau. MU đưa ra mức giá 45 triệu euro, cách xa mức 70 triệu euro như Real Madrid mong muốn. Con số cuối cùng ước tính là 50 triệu euro. Mbappé quyết định rời PSG theo dạng tự do. Nhật báo El Equipe của Pháp tiết lộ, tiền đạo Kylian Mbappé đã quyết định không gia hạn hợp đồng với PSG. Vì sự tôn trọng dành cho đội bóng Pháp, Mbappé sẽ không gây sức ép để ra đi trong mùa hè này. Thay vào đó, anh chọn rời câu lạc bộ vào năm 2022 theo dạng tự do. Quyết định này chấm dứt những nỗ lực của PSG thời gian qua để thuyết phục Mbappé gia hạn. Mbappé vừa có kỳ Euro 2020 thất bại cùng tuyển Pháp khi bị Thụy Sĩ loại sốc ngay vòng 16 đội. Bản thân tiền đạo này không ghi được bàn thắng nào tại giải. MU khuấy đảo châu Âu bằng 3 bom tấn sau thương vụ Sancho. Theo nhiều nguồn tin, MU sẵn sàng khuấy đảo thị trường chuyển nhượng bằng cách đem về 3 bom tấn nữa. Cụ thể, The Guardian cho hay, trong danh sách các vị trí ưu tiên cần mua sắm của MU còn có một tiền vệ phòng ngự, một trung vệ và một tiền đạo. Tương ứng, 3 ứng cư viên hàng đầu cho từng vị trí là Declan Rice, Raphael Varane và Harry Kane. Ngoài ra, các báo cáo cũng cho biết MU đang theo dõi sát sao động thái của hậu vệ phải Kieran Trippier. Ở hành lang cánh phải lúc này, huấn luyện viên Solskjaer chỉ có trong tay Wan-Bissaka và cần thêm những phương án dự phòng. Trong số những cái tên kể trên, Kane là thương vụ khó nhằn nhất. Man City vừa đưa ra mức giá 100 triệu bảng nhưng đã bị Tottenham từ chối. Bản thân tiền đạo người Anh cũng không quyết tâm dứt áo ra đi. Cộng thêm việc gia hạn hợp đồng với Edison Cavani, Quỷ Đỏ có lẽ sẽ chuyển hướng sang một cái tên trẻ hơn hoặc tạm gác lại việc nâng cấp hàng tiền đạo. Với Ray, anh từng hai lần từ chối đề nghị gia hạn của West Ham để lắng nghe các động thái từ MU và Chelsea. Và huấn luyện viên Solskjaer cũng rất thích mẫu cầu thủ như Ray. Varane cũng nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford và trong một diễn biến mới nhất, MU đã gửi lời đề nghị chính thức tới Real Madrid và thương vụ này sắp sửa hoàn thành với 50 triệu euro. James Rodriguez đàm phán với AC Milan. Theo Arteta, Rodriguez đang đàm phán với AC Milan để thực hiện nhiệm vụ chuyển nhượng trị giá 10 triệu euro từ Everton. Tiền vệ người Colombia được đề nghị ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân San Siro. James cũng hy vọng sẽ cứu vãn được sự nghiệp sau một năm hỗn loạn tại Everton bằng cách trở lại đấu trường Champions League. AC Milan cán đích ở Serie A mùa trước với vị trí Á quân và đang gấp rút bổ sung lực lượng sau sự ra đi của nhạc trưởng Hakan Kanolu. Jamaica quyết chơi lớn vì Greenwood. Theo tờ Manchester Evening News, Jamaica đang quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ World Cup. Đội bóng này đã gửi lời đề nghị tới Mason Greenwood để thuyết phục cầu thủ này thi đấu cho đội bóng quê hương. Greenwood hiện tại đang không được trọng dụng ở đội tuyển Anh và hoàn toàn có thể lựa chọn thi đấu cho Jamaica trong một thời gian tới. Nắm trong tay 3 yếu tố, Chelsea tự tin thuyết phục sau 100 triệu. Những ngày vừa qua, song song với thương vụ Jadon Sancho đã cập bến Manchester United thì thông tin chuyển nhượng Declan Rice cũng thu hút sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông. Declan Rice mới nhất đã từ chối hai lời đề nghị gia hạn hợp đồng với The Hammers. Trong tình cảnh cạnh tranh tiền vệ người Anh với những câu lạc bộ lớn khác, Chelsea đang nắm trong tay 3 yếu tố quan trọng. Đầu tiên là tiềm lực tài chính. Trong số những đội bóng đang cạnh tranh Declan Rice, Chelsea, Manchester United và Manchester City là những đại diện tiêu biểu. Cả ba đội bóng này đều là các câu lạc bộ hàng đầu ngoại hạng Anh, giàu tham vọng danh hiệu và mạnh về tiềm lực tài chính. Dù cho trong vòng một thập kỷ qua, Man City thể hiện sự chịu chi của bản thân với việc các ông chủ Ả Rập sẵn sàng đổ bao tải tiền để cải tổ đội hình The Citizen, nhưng với Chelsea, tỷ phú Abramovich chưa biết ngán ngại với bất kỳ đối thủ nào. Chelsea mạnh mẽ về tiềm lực tài chính gần đây được thể hiện rõ khi đội bóng mang về hàng loạt chữ ký mới ở mùa hè 2020, bao gồm Timo Werner, Kai Havertz hay Hakim Ziyech. Thứ hai là vị thế đương kim vô địch châu Âu. Declan Rice muốn rời West Ham để tìm kiếm một đội bóng giàu tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Điều này hoàn toàn đúng với Chelsea. Chelsea có thể được biết đến là một lò xay huấn luyện viên, nhưng The Blues dường như không phải chờ đợi quá lâu để đạt được một danh hiệu đỉnh cao. Bằng chứng là ngay sau khi sa thải Frank Lampard, Thomas Tuchel đã mang về chiếc vô địch C1 cho đội bóng thành London.
Vị thế của một nhà đương kim vô địch cũng là lợi thế của Chelsea trong cuộc đua thuyết phục Declan Rice. Ban lãnh đạo The Blues hiểu họ đã đánh bại Real Madrid rồi Man City cảm xúc như thế nào ở Champions League 1 trước. Trong bối cảnh ở những cuộc đối đầu với hai đối thủ đó, hội đoàn quân huấn luyện viên Tuchel dĩ nhiên sẽ không được đánh giá cao bằng. Cuối cùng là bậc thầy Golo Kanté. Declan Rice là một tiền vệ trụ, người có thiên hướng chơi phòng ngự và dọn dẹp khu vực giữa sân. Cập bến Savrick, chắc chắn Rice không thể cạnh tranh suất thi đấu với Golo Kanté, một ngôi sao khu trung tuyến đã quá nổi tiếng và thành công. Tuy nhiên, điều tích cực là Kanté có thể trở thành thầy của Declan Rice. Kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật và những yếu tố xuất sắc nhất của tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ giúp Declan Rice ngày càng tiến bộ hơn. Thi đấu bên cạnh một đàn anh xuất sắc như Kanté, Rice sẽ hưởng lợi lớn rất nhiều từ điều đó. Ancelotti muốn đưa sau 15 triệu của MU về Madrid. Thời gian qua, Quỷ đỏ cho thấy nhiều thông tin tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ cho Wan-Bissaka vì cựu cầu thủ của Crystal Palace không thể chơi mọi trận đấu. Chính vì điều này, Diogo Dalot, cầu thủ đang thi đấu ở AC Milan thông qua bản hợp đồng cho mượn từ Man United được xem là lựa chọn xứng đáng. Mẫu sao chạy cánh làm nhiệm vụ phòng ngự nhưng đồng thời có thể hỗ trợ tấn công khi cần thiết. Dẫu vậy, theo truyền thông châu Âu, Ole Gunnar Solskjaer dường như không đánh giá cao Diogo Dalot. Vì thế, Man United thời gian qua mới có một số thông tin chiêu mộ Kieran Trippier. Theo Football Italia, AC Milan mong muốn tiếp tục mượn Diogo Dalot mùa tới, nhưng ban lãnh đạo Man United chỉ muốn bán đứt cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đội bóng đang tiếp cận thương vụ này là Real Madrid. Carlo Ancelotti từng muốn có Diogo Dalot ở Everton mùa trước, giờ đây khi đã về Real Madrid, mong muốn này tiếp tục thúc đẩy chiến lược gia người Ý chi 15 triệu euro để mang Dalot về Madrid. Liverpool đưa tiền vệ trụ cột của Ben vào tầm ngắm. Với lối chơi giàu cơ động và đầy sức mạnh, ngôi sao 30 tuổi là một phần không thể thiếu ở khu trung tuyến The Kop. Rõ ràng, Van der Dam rời đi sẽ để lại một khoảng trống rất lớn. Huấn luyện viên Jurgen Klopp buộc phải tìm kiếm phương án chất lượng tương đương thay thế. Theo Sport One, Liverpool đang đàm phán với Leon Goretzka của Bayern Munich. Tiền vệ người Đức đã kết thúc kỳ Euro 2020 khi những cỗ xe tăng bị đội tuyển Anh loại ở vòng 16 đội. Giờ đây, Goretzka có thể tự do sắp xếp tương lai của mình. Transfermarkt định giá ngôi sao hùm xám ở mức 63 triệu bảng, trong khi Liverpool từ bỏ theo đuổi Yves Bielsma khi Brighton hết giá tiền vệ này là 50 triệu bảng. Goretzka rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Goretzka thuộc mẫu tiền vệ box to box với lối chơi cơ động, hoạt động miệt mài trên sân với nền tảng thể lực và sức mạnh sung mãn. Ngôi sao sinh năm 1995 có 25 bàn thắng, 27 kiến tạo trong 4 mùa giải khoác áo hùm xám. Hiện hợp đồng của anh với gã khổng lồ nước Đức chỉ còn thời hạn 1 năm. Arsenal nhắm tiền vệ đa năng người Ba Lan thay Odegaard. Theo Martino, Arsenal nổi lên là câu lạc bộ mới nhất quan tâm đến Piotr Szczęsny của Napoli. Napoli sẵn sàng bán một số ngôi sao trong đội hình để giảm tải quỹ lương sau những khó khăn của đại dịch Covid-19 và Szczęsny cũng không ngại lệ. Szczęsny được xác định là một phương án lý tưởng cho Arsenal dù nhiều khả năng pháo thủ phải trả một mức phí rất đắt. Szczęsny thi đấu thành công tại Napoli kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2016. Cầu thủ người Ba Lan ghi được 32 bàn thắng và đóng góp 28 pha kiến tạo trong 239 lần ra sân thi đấu cho đại diện nước Ý. Là một tiền vệ tấn công, Piotr Szczęsny thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời trong thời gian ở Napoli. Cầu thủ sinh năm 1994 cũng có thể thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm và vai trò của một tiền vệ chơi rộng, trở thành cái tên quan trọng trong chiến thuật của Napoli. Szczęsny có thể không luân chuyển bóng hiệu quả như Odegaard, nhưng ngôi sao người Ba Lan mang lại sự quyết liệt, tính linh hoạt đồng thời nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Diện mạo của Man United sẽ thế nào khi có Jadon Sancho? Với việc chiêu mộ thành công Sancho, huấn luyện viên Solskjaer sẽ sở hữu một quân bài tài năng và làm giàu thêm những mảng miếng của Quỷ đỏ ở mùa giải sau. Từ khi chuyển đến Bundesliga vào năm 2017 để khoác áo Dortmund, Sancho được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ chạy cánh hay bậc nhất nước Đức. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ này đã có 8 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo cho Dortmund ở giải quốc nội sau 24 lần ra sân. Và 4 trong số đó, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thống kê từ WhoScore cho thấy Sancho hiệu quả hơn hẳn khi thi đấu lệch phải. Cụ thể, trong 13 lần xuất phát trong vai trò của một tiền vệ cánh phải, anh có 6 lần làm tung lưới đối phương, kèm theo đó là 5 đường truyền thành bàn cho các đồng đội. Điểm số mà WhoScore dành cho anh khi chơi ở đây là 7,98. Ngược lại, ở cánh đối diện, Sancho chỉ có 6 lần ra sân, anh ghi được số bàn thắng không tồi, 3 và có 4 đường kiến tạo. Với vị trí tiền vệ cánh trái, Sancho kiếm được số điểm trung bình là 7,48 cho mỗi lần xỏ giày thi đấu. Việc Sancho thuận cả hai chân khiến anh khá đa năng và đây là điểm thuận lợi cho Solskjaer trong việc bố trí anh chơi ở vị trí nào ở mùa giải tới. Tuy nhiên, có vẻ như sự lắt léo của Sancho kèm theo những pha leo biên tốc độ của Wan-Bissaka sẽ khiến hậu vệ đối phương phải mệt lử người để theo kèm. Thậm chí, Solskjaer còn có thể xoay chuyển thành đội hình 3-5-2 giàu sức tấn công cánh hơn để tận dụng triệt để khả năng bứt phá của hai cầu thủ này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!